Khoan ơi, đợi nhá, bố sút này. Hai bà con đá bóng vui nhờ. Chả vậy, nhà có con trai nó phải khác chứ. Mày không phải khịa tao đâu. Tao có khịa đâu. Làm gì làm nhưng mà phải có con trai. Tao cũng muốn lắm, nhưng mà bây giờ biết làm sao được. Về đem sách vở đây, tao dạy cho. Thật không? Thật. Cái gì đấy ông Đạt? Có cái gì đâu, Hải Sen nó không đẻ được con trai. Anh bảo nó về cầm sách vở đây, anh dạy cho. Ông biết gì mà dạy nó à? Sao lại không biết, con trai tôi lù lù kia mà. Chưa chắc đâu. Chưa chắc là sao nhỉ? Cứ ngay bố hai có tích xanh, bán hàng khét thật. Chả vậy thì sao, có tích xanh, tăng thêm uy tín. Cô chú mua hồi nách ấy, cứ phải gọi là khét lên liệt luôn con ạ. Vâng, bố thì đỉnh rồi. Cay. Thế lần này bán chi đâu nào con? Vẫn đủ ăn bố ạ. Thôi, giờ tích xanh không có thì chịu khó vậy con ạ. Bố cứ đợi đấy. Đợi cái gì? Đợi con lên tích xanh cho bố. Sáng mắt ra. Mắt sáng rồi đấy, mà chưa thấy tích đâu. Cứ gọi đi thì ba mới chưa phải là Tết đâu. Sao mà đó được. Thì đâu, lên tích chưa? Tích cái gì? Hôm qua đưa ít tiền thế lên thế nào được? Có tích tiền à? Tiền đây. Đâu? Đưa ra cho cô. Nhanh lên, lên tích cho, nhanh lên. Đây, nhưng mà tích của cháu đâu? Rồi, đợi cô tí. Ở này bố Hải không có tuổi rồi. Này này, tích xanh đây, tích xanh đây. Được đấy, này, của cô này. Cô xin. Cô cất ngay luôn đi nha, không mẹ cháu biết là toa ngay đấy. Rồi thế à, thế để cô cất luôn nhá. Tớ có tích rồi, hiện bố Hải thôi. Mày, quý đời gặp Lan rồi. Về quê thôi. Thưa chị, mẹ mày đâu rồi? Em biết xích tiền đâu có thằng hôm qua. Đi gần nọ đây. Anh Giang ơi, Giang nhận hàng. À, con vợ mày đây rồi. Anh nhận hàng cho em cái. Anh đó tìm mắt rồi. Anh Hải ơi, cứu em với. Lăng ba Vivo. Chết mẹ mày chưa? Lần sau đừng có một vụ nào nhá. Mình xem ơi, cho con mọi người nhìn đi mua bim bim. Mẹ làm gì có tiền mà cho á? Thì ai cầm tiền bán à? Từ hôm bố mày còn vào công, mẹ có được cầm tiền đâu. Thế mẹ có muốn giữ tiền không để con nhịp cắt? Đương nhiên là muốn rồi. Này, thế mẹ luyện đi. Cái gì đấy? Hoàng Long Thập Bát Trưởng à? Vâng. Gì cũng đau à, đâu mà xem. Có tin ngon đấy. À đây rồi. Cô làm cái gì đấy? Anh hơi bị được đấy. Biết đâu, anh cứ tưởng là mẹ xem. Hôm nay trời mưa, cô giáo lấy quần áo của em mặc. Lần sau cô giáo mượn quần áo của em nhớ anh nhá. Cô về nghỉ ngơi nhá, thế nào có khỏe lại lên dạy cho cháu sau nhá. Vâng. Sao lại nghỉ? Cô giáo chân tay đau nay thì dạy sao được? Ừ thôi, cho cô giáo về cũng được. Cô có
về nghỉ ngơi nhá. Vâng. Trường quần áo thật đấy. Giờ về không ai chăm chân tay gì đâu. Bố mẹ thì bất tử. Thương khổ cô giáo cũng mới hơn mình. Ơ, cô giáo có một mình à? Ừ, cô giáo có một mình ấy. Vậy thôi cô giáo ạ, à, lại tôi chăm. Thôi, em về nhà cũng được chị ạ. Nhà có ai đâu mà về hả cô? Đúng đúng đấy, cho cô giáo ở lại đi. Thôi vậy cũng được anh ạ, nhưng mà chân em đau lắm. Qua thì chân đau có đi được đâu, tôi đi vào đây nhá. Thôi đi vào đi con. Ơ, bố mẹ cô giáo mất bao giờ nhỉ? Quyết tâm. Anh ơi, em đủ quyết tâm rồi đấy. Anh chào cho em nhá. Được, nói chung là cũng có quyết tâm. Nhưng mà quyết tâm còn chưa đủ. Phải học thêm. Học thêm gì nữa anh? Rèn luyện sức khỏe. Đi theo tao. Mày thử bê cối này cho tao xem nào. A à, chà, thằng này khỏe phết nhờ. Ôi giời, tướng gì. Cái này em bê đôi cái. Ừ. Người ta bảo cái gì nhỉ? Có sức khỏe là có... Là có tất cả. Có tất cả rồi thì đi vào đi. Học làm cái gì nữa? Sao nhỉ? 10 triệu học đeo làm một ngày được rồi. Ơ, con này nó ôm tiền đi đâu nhỉ? Thôi ơi, hạ lại cô bảo. Cô bảo cháu cái gì? Cháu mang tiền đi đâu đây? Cháu mang tiền cho bố cháu. Thế cháu mang cho bố nào? Cháu mang cho bố Quyết, bố đẹp của cháu. Lại nhỉ? Con Quyết lóng nào? Mà này, con mang nhiều tiền thế không an toàn đâu. Để cô đi cùng cho nhá. Thôi cháu tự đi được rồi. Để cô đi cùng cho, chứ còn trẻ con đi một mình không yên tâm đâu. Nào cô bỏ cái tay ra, ban này xưa rồi. Mẹ, con bố Quyết đeo nào mà khổ. Bố Quyết ơi. Ơ Quyết. Bố Quyết, con về với bố đây. Bố nhớ con làm thối ạ. Con bố bay. Cha lớn hơn trăm ngàn con sông, lớn hơn cả thiên hà bao la. Bố tưởng con quên bố rồi. Bố đừng nói mẹ con buồn. Thôi, con về với bố Hải mẹ Sen đi. Bố nghèo lắm, không nuôi được con đâu. Bố không phải lo ạ, con về để báo hiếu bố đây. Báo hiếu á? Vâng. Con chào bố này. Ui, tiền đâu mà lắm vậy con? Tiền con kiếm được đấy. Con kiếm kiểu gì mà nhiều tiền vậy? Con bán hàng mới ra TikTok bố ạ. Ui ui, con gái bố giỏi thế. Thế cái này cho bố thật không? Thật. Bố cứ tiêu đi, không phải lo ạ. Ừ, vậy bố xin nhá. Mà con đợi bố một tí. Tối nay đồ nào đá nhỉ? Hả? Đây anh có đạn rồi. Vào cho anh nhá. Bố cứ đúng là bố của con không đấy? Con hỏi bật cười thật. Không phải bố con thì bố ai? Có cái gì sai sai nhỉ? Sao mà đó được. Khởi ơi, ra đây bố cái bát đồ pha mì thơm cho ăn. Tìm về nỗi cân chua, thèm quài mùi măng kho. Chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Cá kèo luộc rau sao mà mắc, trái mít heo qua chẳng muốn ăn. Đây, bác của bố đây. Tìm về nỗi cân chua, thèm quài mùi măng kho. Chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Con xem đi. Mặt cận chả thấy cái gì. Sao lại không thấy? Tích xanh lù lù thế này mà không thấy à? Tích xanh thì làm sao? Tích xanh là thượng đỉnh, thượng hạng, năm sau, đẳng cấp, chắc tuyệt, tinh hoa, tinh tròn, tinh tuyệt. Bình thường thôi bố. Bình thường hả con? Thế con có không? Bố cứ đại đấy. Tích xanh nó mới là đẳng cấp.
con à. Sao mà đó được. Mẹ cái thằng này, không học TikTok thì cứ để làm gì. Phương đẹp thật. Sao mà nàng người yêu của mình. Hóa ra là vậy à? Này! Cái gì anh ơi? Mày nhà trong nhà nhá, anh ra ngoài có tí việc. Vậy anh đi đâu? Anh đi bán hàng, cần lấy tiền giả mày chứ. Tiền của mày ấy, cái thối nó mang cho ông Quyết hết rồi. Ông Quyết là ông nào anh? Thôi, nói chuyện dài lắm. Em chỉ cần biết ý, ông Quyết là người yêu của con Phương. Ba lo anh đẻ ngoài đấy rồi nhá. Bố Hải lại có tích xanh nhá. Phải hỏi lại xem mới được. Mẹ ơi, sao bố Hải lại có tích xanh nhá? À, ra bố đẳng cấp chắc tuyệt, tinh hoa, tinh tròn, tinh túy. Bố có tích xanh thì con phải vui chứ. Nhưng bố khịa con. Không phải bố khịa con đâu. Bố lên tích xanh là để cô chú biết đấy là nick chính của nhà mình. Không nhiều người giả mạo nhà mình lắm. Thế con cũng phải lên tích để bà xin lỗi cho uy tín. Ờ, cũng đúng. Ơ, mẹ con này ôm ma chạy đầu đây. Này, đi đâu đây? Em đi ăn liên hoan. Liên hoan gì? Nhà tao làm gì có cái gì mà ăn. Gì mà anh nóng thế? Em tưởng anh ăn liên hoan em lên ké tí có cái gì? Cút! Vào vào! Mẹ cái thằng cha này! Giàu mà kiệt sĩ! Phải nghĩ cách mới được! À! Lại gặp cô này rồi! Thôi ơi! Bố con có tích xanh rồi à? Vâng, con cay lắm rồi đấy cô ạ! Thế con có muốn lấy tích xanh không? Có chứ! Thế thì về bố Quyết đưa tiền đây. Cô lên cho. Được, cô đợi cho tí. Bố con thì cô không lừa được. Chứ còn con ấy, tuổi con ngang con thôi. Con Thủy đâu? Ra đây cháu bảo. À, tiền về, tiền về. Cháu có tiền rồi. Cô lấy tích xanh cho cháu. Ui, nhanh thế, đưa đây cho cô. Đây, như phải yêu tí đây. Sao lại ít thế? Này thì lên sao được con? Tiền xin lỗi của cháu đấy, cô không lấy đi trả cháu. Quá chứ, sao lại không lấy? Vậy cô nhớ lên tích xanh cho cháu nha, cháu về đây. Dăm ba cái đồng bạc lẻ cứ đòi lên tích xanh. Tuổi đi. Kiểu này bố Hải cũng có cửa rồi. Anh à, nay anh vào cửa nào đấy? Cho em theo tí nhé.